Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vũ Đức Đam bị đá ra rìa, nhiều hoạt động, khả năng lên thớt rất cao. Vụ Việt Á đang bùng phát trở lại, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu ông Vũ Đức Đam có bị quy trách nhiệm hay không? Ông Vũ Đức Đam chính là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng đã tiệm cận với chức Ủy viên Bộ Chính trị. Vị trí mà ông Vũ Đức Đam đang nắm giữ là rất lớn, nếu động vào có thể làm chấn động chính phủ. Các phó thủ tướng đang thừa hành việc chủ tướng chỉ đạo một số bộ mà họ được phân công. Như vậy, một khi Việt Á réo tên ông Vũ Đức Đam cũng là réo tên gọi ông Phạm Minh Chính. Trong các hoạt động gần đây, người ta thấy ông Vũ Đức Đam đã bị gạt ra khỏi vai trò mà ông đảm nhận. Điều dễ thấy nhất là những vấn đề của Bộ Y tế gần đây, ông Phạm Minh Chính phải làm thay vì ủy quyền cho ông Vũ Đức Đam trước đó dường như đã không hoạt động. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam. Vụ Việt Á chính là cái ung nhọt lớn nhất của Bộ Y tế đến hiện nay với vai trò là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID, thì cả ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Minh Chính không thể không liên quan đến sai phạm. Vấn đề là liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sờ đến Vũ Đức Đam hay không mà thôi. Cũng có người nhận xét rằng ông Tổng đang quan sát chính phủ, xem có sai phạm gì và liệu có tấn công vào thành trì của chính phủ hay không. Ông Vũ Đức Đam là một vùng đệm giữa Nguyễn Thanh Long và Phạm Minh Chính. Nếu sờ tới Vũ Đức Đam thì số phận của ông Phạm Minh Chính cũng có thể sẽ bị đe dọa. Việc ông Phạm Minh Chính gạt vai trò của Vũ Đức Đam được nhìn nhận ở hai nguyên nhân. Có thể ông Phạm Minh Chính không an tâm với những gì mà Vũ Đức Đam đã làm. Ông Vũ Đức Đam làm sai thì ông Phạm Minh Chính cũng liên đới chịu trách nhiệm. Hoặc có thể thông tin nội bộ cho biết ông Vũ Đức Đam cũng sắp lên thớt nên ông Phạm Minh Chính đã phải làm thay cho cấp phó của mình. Ông Vũ Đức Đam là phụ trách y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, nhưng hiện nay cả ba bộ này đều gặp vấn đề rất lớn. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì vào tù, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng vào tù, và mới đây ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng đang bị đưa lên thớt, thì không biết ông Vũ Đức Đam còn làm được việc tốt nữa hay không. Hầu như tất cả cán bộ mà ông Đam phụ trách đều dính tiêu cực thì ông Vũ Đức Đam cũng không thể vô can. Đây là hình ảnh những ngày gần đây ông Phạm Minh Chính đã đá Vũ Đức Đam ra khỏi các hoạt động của Bộ Y tế. Theo như thông tin được biết, ông Nguyễn Phú Trọng rất muốn nhắm vào Vũ Đức Đam trước khi chạm tới Phạm Minh Chính. Có đủ cơ sở để kỷ luật ông Vũ Đức Đam nhưng dường như vẫn chần chừ. Không hiểu ông Tổng sợ hay ông đang đợi thời cơ chín mùi. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải xử lý vụ Việt Á đến người trùm cuối cùng để ông làm nửa vời, khi người trùm cuối cùng sẽ lần thuốc và làm những phi vụ lớn hơn nữa. Họ không coi ông ra gì. Hiện nay, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm chính sách để phục vụ lợi ích nhóm một cách công khai. Đó chính là việc ông Phạm Minh Chính đang vẽ ra các dự án ở sân bay các tỉnh khắp nơi, làm cho thỏa tham vọng của các doanh nghiệp mà không tính đến việc xây dựng những sân bay này có hữu dụng hay không. Nguồn vốn quốc gia vốn đã bị lãng phí từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải ngăn chặn. Ông Phạm Minh Chính đã nắm chính phủ chưa được 2 năm mà hậu quả của các điều hành của ông để lại là rất lớn. Từ y tế đến giáo dục vân vân đều nát bét. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã ra, ông cần một vài vụ chấn động là bắt đến tứ trụ, thì khi đó người dân mới tin rằng ông nói chống tham nhũng không có vùng cấm. Mới là câu nói thật của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng liệu có dám bắt đến chùm cuối của vụ Việt Á hay không. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tàn phá nền kinh tế Việt Nam khủng khiếp và hiện nay ông Phạm Minh Chính đang làm điều tương tự như Nguyễn Tấn Dũng với hàng loạt dự án vô ích. Ông Trọng đã không thể ngăn được ông Dũng thì ông cũng cần phải ngăn được ông Phạm Minh Chính. Mà để ngăn ông Chính thì ông cần phải đưa Vũ Đức Đam lên thớt càng sớm càng tốt. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Luật chơi tứ trụ kích hoạt, Thủ tướng Chính đang vào vùng đất giữ, cẩn thận củi lửa kẻo thiệt thân. Đảng Cộng sản Việt Nam rất khôn khéo khi những năm qua họ không nhắc đến 4 tốt và 16 chữ vàng. 4 tốt bao gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. 16 chữ vàng bao gồm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tuy không còn nhắc đến những chữ mất lòng dân này, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ ra ngoan ngoãn với Bắc Kinh và
chính quyền Bắc Kinh cũng can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là có thật. Đây là hình ảnh trước khi xanh cỏ, ông Nguyễn Bá Thanh đã từng thăm Trung Quốc. Theo Thời báo.de được biết, hầu hết mọi cá nhân trong tứ trụ đều có mối quan hệ với Thiên Triều ở phương Bắc. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều phe cánh, trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có nhiều phe cánh. Cho nên mỗi phe cũng sẽ đỡ đầu một đối tượng nào đấy. Sự ảnh hưởng của phương Bắc nhiều khi còn vượt ra khỏi tứ trụ, và Lê Thanh Hải còn thời nắm quyền lực tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay với Chu Vĩnh Khang là một ví dụ điển hình. Ba cái chết mờ ám mà Thời báo.de đã từng đưa ra thì có đến hai cái chết bị nghi ngờ là ở Hà Nội nhờ phương Bắc ra tay. Đó là những cái chết nào? Câu hỏi được đặt ra. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2013, trưởng ban nội chính trung ương lúc đó là ông Nguyễn Bá Thanh đã đi Trung Quốc hội kiến với ông Mạnh Kiến Trụ, bí thư ủy ban chính pháp Trung Quốc. Sau chuyến đi và trở về nước, ông Nguyễn Bá Thanh đã phải đi Mỹ chữa bệnh gấp, giống như bệnh ung thư, và dù cho nền y học tiên tiến nhất của thế giới như Mỹ cũng đành phải bó tay. Tóc ông cứ rụng dần và ông gầy đi, cũng chết rất nhanh. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, ông chủ tịch nước lúc đó là Trần Đại Quang và phu nhân cũng thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tổ chức tại Bắc Kinh. Sau chuyến thăm trở về, ông Trần Đại Quang đã vắng mặt chữa bệnh ngay tại Nhật Bản, và cuối cùng quốc gia tiến bộ hàng đầu thế giới này cũng đành phải bó tay trước bệnh tình của ông chủ tịch nước, mà bác sĩ lúc đó nói rằng ông bị chứng virus lạ rất bí hiểm. Đây là hình ảnh trước khi xanh cỏ, ông Trần Đại Quang đã đi thăm Trung Quốc. Luật chơi tứ trụ là thế, là hạ sát hoặc bị hạ sát. Hầu hết những người trong tứ trụ triều đình hiện nay chấp nhận luật chơi khốc liệt đó. Vậy nên đã là những chân trụ yếu trong tứ trụ thì cần phải cẩn thận củi lửa nếu không muốn tự nhiên lăn đùng ra thiệt thân. Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang là đối thủ nặng ký nhất với ông Vương Đình Huệ trên đường đua vào chiếc ghế tổng bí thư. Việc chơi theo luật tứ trụ này đối với ông Tổng Bí Thư không phải là chuyện gì lạ lẫm lắm. Tuy nhiên, với ông Thủ tướng thì liệu ông có quen với luật chơi này hay chưa thì cũng chưa biết được. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói câu rất nổi tiếng rằng song phẳng mẹ nó sợ gì, để chứng tỏ không làm gì giấu giếm thì không sợ ai. Đấy là làm việc với phía Mỹ, nhưng khi chơi với đồng chí trong tứ trụ thì càng ngày càng thẳng, càng dễ dụng. Mà gương của Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ rất rõ nét về điều này. Vào ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ của Chính quyền Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Trung Hoa Lý Khắc Cường. Đáng chú ý là ông Lý Khắc Cường đã mời ông Chính sang Trung Quốc. Có lẽ ông Chính phải thu xếp sang bên đó vì lời mời cũng chẳng khác gì là lệnh của Thiên Triều. Hiện nay ông Chính đang bị đối thủ của ông Trọng trong tứ trụ muốn triệt hạ, cho nên một số người e ngại rằng cho chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính sắp tới. Và chuyện đấu đá nội bộ của Việt Nam thường hay mượn tay của phương Bắc để đạt được ý đồ là mốt hiện nay. Đây là hình ảnh trong cuộc điện đàm ông Lý Khắc Cường đã mời ông Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc. Làm chính trị tại một xứ độc tài thì phải chấp nhận. Khi lá phiếu của dân không có ý nghĩa gì với các chiếc ghế quyền lực thì các phe phái không cần lấy lòng dân làm gì, mà họ chỉ tập trung vào thủ đoạn ngoài pháp luật và điều lệ của đảng. Phương Bắc cần tứ trụ phụ thuộc vào họ để điều khiển Việt Nam, còn các tứ trụ thì cần phương Bắc để ra tay dùm họ để đạt được mục đích quyền lực của mình. Có qua có lại là thế, bên nào cũng có lợi, chỉ có dân Việt, đất nước Việt Nam là bị hại thôi.